Xin kính chào và cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã đến với Anh Dũng Vision. Đây là bản tin buổi sáng trưa ngày 17 tháng 4 năm 2024. Bởi vì xong thì chúng tôi sẽ xuất bản vào sáng. Còn nếu mà không kịp hoặc là bị soi, bị kiểm tra mà bắt đưa lên đưa xuống thì có lẽ là trưa. Cho nên chúng tôi hay nói là sáng hoặc trưa. Và cái bản tin hôm qua chúng tôi cũng làm lúc khuya hôm qua từ 22 đến 23 giờ. Cái bản tin mà nói về Cuba đó thì nó cũng bị xét các bạn nhé. Thế là cuối cùng là sáng nay tôi mới đưa lên thì một số bạn cũng đã phát hiện ra, tức là sao mà nói là chào bản tin vào là 16 tháng 4 mà lại phát vào 17 tháng 4, nó là vì lý do đó thôi. Chứ còn chúng tôi đã phát thì phát lên luôn, chứ còn lại phát lên xong rồi lại sang ngày hôm khác làm cái gì nhá, các bạn hết sức thông cảm cái đó. Thì cho nên tôi hay nói là sáng hoặc trưa là như vậy. Hôm nay rất là nhiều thông tin đúng không ạ? Cái thông tin đầu tiên có lẽ cũng nóng là nói luôn. Theo cái thông tin mà không chính thức ấy, thì chúng ta thấy là ông Budanov đã chết. Tức là trong một cái cuộc mà tấn công vào tổ chỗ Chugov, chỗ khu vực Kharkov ấy, tức là cái chỗ mà gần bên Serda xuống ấy, thì là có một cái vụ nổ tấn công của Nga ở đó, và người ta nói rằng là ông này lúc đấy đang có mặt ở đấy. Và thêm một cái vị tướng nữa của bên Ukraine, đó là cái ông ta biết là Tarnovsky, tức là một trong những cái người mà cũng tức là giống như là tham mưu trưởng của quân đội Ukraine, tức là tất nhiên là ông này dưới của ông Sky rồi. Thế thì nếu mà hai vị này mà chết thì rõ ràng đây là một cái tin vui cho tất cả mọi người. Nhưng mà cũng như mọi lần thì Nga nói ông này chết cũng mấy lần rồi, cho nên cái thông tin này chúng ta cũng chưa vội mừng các bạn nhé. Hay nói cái khác là thông tin chưa chính thức, thì tất cả thông báo bằng tiếng Anh, tiếng Nga thì là chết rồi. Nhưng mà cũng có những cái thông tin, tức là nói là đây cũng có khả năng là nó cũng lại giống như những lần trước đây. Người ta nói là ông này hoặc là chết hoặc là bị thương, bởi vì là các sĩ quan cao cấp là đang ở đấy. Và ông này được Tổng tư lệnh Shirky phái tới đó. Đấy thì chúng ta cũng, trước hết là chúng ta cũng ghi nhận thôi các bạn nhé, chứ chưa phải là chính thức. Nói tin đồn thì không phải là tin đồn, nhưng mà bảo tin chính thức thì nó là chưa chính thức. Thì chúng ta cứ ghi nhận vậy. Nếu mà sau này nói nó chết rồi thì nó chết từ lúc này. Còn nếu mà nó chưa chết thì những cái tin này là không chính thức thì là đúng là không đúng luôn. Thì chúng ta biết là như vậy. Cái vấn đề thứ hai đó là chính các bạn nhìn thấy trên màn hình, đó chính là cái số tiền mà Ukraine sẽ chuẩn bị nhận được vào thứ sáu tới. Thứ sáu tới thì chúng ta biết rằng là Quốc hội Mỹ sẽ thông qua một cái gói viện trợ cho Israel và đồng thời cho Ukraine. Mà trong cái gói cho Ukraine này thì hôm qua chúng ta cũng đã xác nhận với nhau đó là gì, đó là để chủ yếu cái ghế ngồi của Chủ tịch Hạ viện ông Michael Johnson được êm ái cho đến cuối, cho đến khi bầu cử. Cái thứ hai nữa là cái phát ngôn mà sẽ cung cấp viện trợ cho Ukraine sau thời gian dài gián đoạn, có thể nói là 6 tháng ấy, thì tại cái Mar-a-Lago của khu nghỉ dưỡng của ông Donald Trump tại Miami, thì nó cũng sẽ có được cái tiếng tốt, tiếng vang cho ông Trump. Tức là xưa nay ông khăng khăng là ông không có viện trợ cắt rút, nhưng mà bây giờ thì lại từ cái biệt thự của ông thì người ta đã có những cái tín hiệu này. Như vậy là ông Trump, tức là để cũng chủ yếu là cho cử tri Mỹ và cho các cái phe phái chính trị, người ta nghĩ rằng là ông không đến nỗi nào mà coi như bạc bẽo với Ukraine vậy thôi. Thì tôi nghĩ là cái động thái nó là như vậy. Thì chúng ta thấy là cái tổng số tiền là 95,34 tỷ, trong đó sẽ cung cấp trước mắt là 60 tỷ. Trong theo 60%, tức là nó sẽ là khoảng 48,43 tỷ. Thì so với 61 tỷ trong dự kiến trước đây thì rõ ràng là cái này nó chỉ là 4/6, tức là 4/6 các bạn nhé. 40 chia cho 6 thì nó tức là khoảng 6, tức là khoảng 65%, 65% so với cái số tiền của cái 61 tỷ. Thì trong đó chúng ta thấy là có rất nhiều cái hạng mục, phải trong đấy có rất nhiều hạng mục, mà tất nhiên đây nó cả cái Israel, rồi cho cả cái Biển Đỏ đấy, rồi cho cả Ukraine, chứ không phải là nhiều đâu. 95 này chúng ta biết là nó là
48 tỷ là cho Ukraine, đúng rồi, còn Israel là 14 tỷ biển đỏ, tức là 24 tỷ cái biển đỏ này là đánh với Houthi này và các cái gọi là tại Mỹ nữa, cho các cái đơn vị tại Mỹ nữa, thì tổng cộng là 95. Thế 48 thì trong 48 này chúng ta biết là trong 48 này thì thực tế là không nhận được hết đâu, chứ còn nếu 48 này thì đã ngon, tại người ta tính ra là Ukraine chỉ nhận được khoảng 5,34 tỷ, khoảng 5,34 tỷ trong cái số này. Cho nên đây là cả một cái gói, thì trong cái này là họ cũng chụp, tức là lém chụp đây, chúng ta thấy một cái văn bản trông rất là nhậu nhĩ, thì người ta chụp là chúng ta nắm bắt được. Thì như vậy là 5 tỷ đối với Ukraine bây giờ cũng không đủ thiếu gì, mà rõ ràng thôi, chứ trong 48 này thì nó đi đủ nơi đấy các bạn, nó đi rất nhiều thứ đấy, chứ vậy là một vài cái túi của quân đội Ukraine và túi vũ khí đâu, nó cả lương cả lậu, rồi nó cho cả các cái viện trợ khác và các cái lực lượng của Mỹ, rồi lương của quân đội, rồi lương của các nhân viên làm cho ấy nữa, thì nó rất là nhiều, cho chính phủ vân vân. Thế thì nó còn khoảng 5 tỷ, mà 5 tỷ trong khi đó là ông Zelensky thì muốn tất cả là bây giờ là muốn cái Iron Dome đấy, tức là cái vòng sắt giống như Israel. Đấy, cái thứ hai nữa là cũng muốn là cái Patriot, nói chung là bây giờ ông cần nhất là cái hệ thống phòng thủ, phòng không, nói chung. Và ngày hôm qua thì người ta cũng có một cái New York Times phỏng vấn Zelensky, thì mà ông này ông tỏ ra rất là tức giận, bởi vì là phương Tây là khi mà bị Iran tấn công Israel thì cả phương Tây nó giống như là bị chọc tiết ấy, cho nên là tất cả là vào cuộc, không những là có nhiều viện trợ các cái vũ khí khí tài rất là hiện đại cho Israel chống lại sự tấn công đó, mà còn gần như là tất cả tham gia, Anh, Pháp, Mỹ và một số các nước khác, thậm chí một số nước còn như Hồi giáo cũng tham gia. Và ông này rất là tức giận, và tại sao chúng tôi cũng bảo vệ cái nền tự do cho phương Tây mà lại không được cái đối đãi như thế, quá tệ, rất là tức giận. Thì phương Tây thì chúng ta biết rồi, Ukraine thì bây giờ bắt đầu đang dần chìm xuống, và người ta dự báo là trong năm 2024 này thì chắc cũng đứt rồi, chứ không đến năm 25 đâu. Đấy, thì còn những người lạc quan thì vẫn là 25, thậm chí có những kế hoạch đến 26, 27. Đấy, tóm lại tiền nếu mà sẽ cung cấp cho Ukraine từ 24 đến 27 thì chắc chắn vẫn nằm yên trong túi của châu Âu thôi, chứ không có, nó không chạy đi đâu cả. Thì cho nên là tất cả là lời hứa, cho nên là anh chàng này anh bực, anh chửi toán hết lên, các bạn biết rồi. Tức là đi vay tiền người ta mà coi như giống như cầm dao tới đe dọa, giống như là con tin ấy. Bây giờ là cái ông mà không ấy cho chúng tôi là chúng tôi là dâng coi như Ukraine cho Nga này, rồi chúng tôi sẽ đánh vào nước Nga này, chúng tôi sẽ phá cái hệ thống dầu với các thứ này, kệ các ông, kiểu như vậy. Tức là nó dạng tống tiền, tống đạt với cái kiểu mà gọi là gì, bắt làm con tin ấy, bắt châu Âu và Mỹ làm con tin. Thì nói chung là tại vì sao, cái anh này là một phần là anh ngáo thì không nói rồi, nhưng một phần là anh được nghe những cái lời gọi ong bướm nhiều rồi, nghe những lời hứa hẹn vẽ vời là coi như là tâng bốc quá nhiều rồi, cho nên bây giờ anh cảm thấy nó không phải như thế, thì cho nên anh bực anh chửi thôi. Chứ còn đúng ra nếu mà người mà nó gọi là tỉnh táo thì người ta sẽ biết ngay, bảo là chúng nó lừa được bao nhiêu nó lừa. Đấy, miễn làm sao mà ông cứ làm sao cho hết người hết quân trong nước ông, miễn làm sao đất nước ông nát bấy, thế là coi như ok. Thế nó đâu có hiểu như vậy, thì cứ nghĩ là coi như là ta đây là coi như là rất là hiệu quả, rất là hữu dụng cho phương Tây, cho châu Âu đâu. Nó đâu có biết cái điều đó. Thậm chí bây giờ tất cả các chính trị gia của châu Âu bây giờ nó nhỏ tai nhau là nó bảo thế nọ thế kia, mày cứ hứa đi, cứ nọ kia. Đồng ý trước đây thì cũng hăm hở lắm, nhưng mà gặp ông Nga quá cứng, mà bây giờ ông lì nữa, bây giờ đấy, ta không cần đánh anh, ta cứ đánh cho chúng mày đi chán rồi. Thậm chí là cái nhiệm kỳ coi như là cái ghế tụi bay ngồi nó bay tới bay lui nhiều lần rồi. Rồi bắt đầu là họp tới, họp lui, tức là kiểu giống như quốc hội mình đấy. Đấy, tức là đại hội đảng mình đấy, thế là cứ hết nhiệm kỳ này, nhiệm kỳ khác đấu đá nhau. Ta vẫn cứ đánh, ta vẫn cứ nỉ, ta vẫn cứ giam chân chúng mày tại đấy. Và chúng mày vẫn chết, vẫn rất nhiều coi như là vũ khí khí tài phương Tây là đang ra nướng. Rất nhiều là lính của phương Tây đang ra nướng, rồi người Ukraine thì tản mát hết. Một là chết, hai là đi. Thế thôi.
Cái vấn đề thứ hai mà hôm nay chúng ta bàn đó là vấn đề thứ ba rồi đấy. Thứ nhất là ông Budanov này, thứ hai Budanov và Parnavsky. Cái vấn đề thứ hai là vấn đề viện trợ đấy. Cái vấn đề thứ ba là cái vấn đề mà Ukraine hiện nay đã rút khỏi cái thỏa thuận Biển Đen, tức là gồm ba nước, chúng ta biết là đó là Thổ Nhĩ Kỳ, rồi Nga, rồi Ukraine. Thì anh rút trong phút chót, tức là hôm nay là hôm qua là coi như là cái tái ký đấy, nhưng mà anh không ký thì thôi. Có một cuộc điện đàm bất ngờ của ông Putin cho Tổng thống Iran Rajiv vào ngày hôm qua. Thì nội dung điện đàm thì chúng ta cứ tưởng tượng là chúng ta biết là sẽ nói cái gì rồi. Bây giờ nó gần giống như là hai phe rồi các bạn. Chứ trước đây thì nói Nga với Iran thì đã mà là bạn mấy năm nay rồi, tức là bạn tương đối thân thiết và chúng ta cần có nhau. Nhưng mà riêng Trung Quốc ngày hôm qua Vương Nghị, tức là Ngoại trưởng, thì cũng đã tuyên bố rất là rõ ràng, tức là tại vì Iran, Israel nói là coi như tôi đánh cái Syria chứ tôi đâu có đánh thẳng lãnh thổ ông, mà ông lại đánh vào lãnh thổ tôi, cho nên là lên án rồi kêu gọi 32 nước là coi như là trừng phạt, bày đàn trừng phạt, gọi Liên Hợp Quốc nói là chỉ trích cái tấn công của Iran vào lãnh thổ một quốc gia có chủ quyền ABC. Thế là bây giờ là coi như thì Trung Quốc hôm qua mới nói một câu là cái động thái mà coi như là Israel tấn công coi như cái đại sứ quán của một nước ở một nước khác, đó là một cái tội ác và đó là một cái gọi là hành động giống như xâm lược, giống như hành động là xâm phạm lãnh thổ, vân vân. Đấy thì anh Vương Nghị anh nói câu đấy thì cũng được. Trong cái lúc là anh Olaf Scholz thì đang lang thang ở bên Trùng Khánh. Ông tập gần bình mà mày cứ chơi đấy vài ngày đi, xong anh mày rảnh để anh mày gặp. Thế là gặp nhau rồi thì đương nhiên là chúng ta biết rồi. Đón mà cái cỡ mà phó thị trưởng đón thì khi mà gặp ông Tập thì bảo là giống như là bảo mày có gì mày hỏi không, ý mày là cái gì để anh quyết. Chứ làm sao mà coi như là qua cái là như là ầm như là Nguyễn Phú Trọng ta, cái là coi như là 21 phát đại bác là bắt đầu đi quanh, cái là vào cái là sát vô là hội đàm ngay, cứ nói chuyện trước cái đã, ăn uống đi chơi sau. Còn đây thì cứ vãn cảnh thoải mái đi lang thang rồi xong rồi cứ bảo là hết mặt rồi, đến đây. Thế là bắt đầu là đến bắt đầu họp nói cái gì, đòi cái gì, yêu sách cái gì. Nó như vậy. Trong khi đó thì coi như Vương Nghị nói một câu như vậy, nên rõ ràng là ông này, ông Israel thì đang kêu gọi 32 nước, thì tất nhiên là có ông Đức trong ấy rồi, EU, ông là cũng như gọi là một trong những gốc của châu Âu, của EU, EU khác châu Âu các bạn nhé. EU thì nó là kinh tế coi như một cái liên minh trong châu Âu, nhưng mà châu Âu thì còn nhiều nước nó không vào, ví dụ như là Anh nó mới ra, hoặc là Ireland thì nó đếch vào dạng như vậy, hoặc là EU thì Thổ Nhĩ Kỳ nó cũng đếch vào, cho nên là EU là nó khác với châu Âu. Chứ còn nhưng mà khi mà nói phương Tây thì có cả tất cả cái đám đó, cả cái đám châu Âu, thì cả châu Âu thì đương nhiên có EU rồi, và NATO thì cộng thêm hai ông là Canada và Mỹ ở phía bên kia. Còn NATO thì trong châu Âu thì có nhiều ông cũng không vào NATO đâu các bạn nhé. Ông Ireland đó là không vào NATO rồi, ông là có EU mà không vào NATO. Đấy thì có điện đàm thì tôi nghĩ là cái cú điện đàm đấy là rất cần thiết đối với Iran hiện nay của ông Putin. Ngày hôm qua thì phái đoàn của IAEA, tức là thanh sát của Liên Hợp Quốc về vấn đề hạt nhân, đã đến Zaporizhia, nhà máy điện. Thì Nga đã đảm bảo an ninh và cho họ thanh sát 100%. Chúng tôi quản lý thôi, chứ chúng tôi là không có dạy mà chúng tôi phá. Tại vì ngay những ngày đầu tiên mà đến Ukraine là đã chiếm ngay, các cái vị trí trọng yếu là Nga đã chiếm ngay. Đấy, thứ nhất là để cho bảo vệ để khỏi bên kia nó phá. Cái thứ hai là để sử dụng hiệu quả chứ không phải để sử dụng bừa bãi. Đấy. Tức là theo ý của chúng tôi chứ không phải là ý của bên kia. Và ông này thì ông nói là nói chung là tình hình đã vẫn tốt, không có vấn đề gì. Nhưng mà Nga cũng muốn chứng minh cho rằng là những cái quả đạn pháo hoặc là UAV hoặc là cái xác ship nó nằm ở trong đấy là của Ukraine tấn công chứ không phải là Nga. Cái việc Nga tấn công thì là cái điều đấy là rất là vô lý và rất là khó hiểu và không thể chấp nhận được.
bởi vì chúng tôi đang ở trong này mà chúng tôi đi tấn công cái này thì nó là vô lý quá, mà thế giới bây giờ người ta vẫn nghe được cái theo cái kiểu như vậy thì chúng ta thấy rất là buồn cười. Đấy, mà người ta nghe vẫn thấy một cách rất bình thường chứ không phải là mà nghe mà coi như đấy. Đấy, cho nên là chúng ta thấy là thông tin bây giờ là cũng chịu thôi. Bây giờ là Mỹ và Anh rồi tất cả các nước là cứ rộ lên là coi như Nga bây giờ là coi như là đánh là phá coi như phá hủy cái nhà máy địa hạt nhân. Rất là buồn cười. Thì tất nhiên là họ cũng biết đâu là sự thật, nhưng mà có cái cách nói như vậy thì sẽ làm cho các nước khác là nó lay động, làm cho các nước khác nó đang do dự thì nó bảo ôi thế thì không được rồi, cái kiểu như vậy. Và chúng ta thấy rõ ràng là việc Jordani và Ả Rập Xê Út này, nếu mà coi như là một là giúp đỡ Israel thì có nghĩa là coi chống Iran mà không nói ra, hai là vô tình tức là chống Iran lại tốt cho Israel, bởi vì bây giờ nó bảo là bây giờ cái không phận của ông thì không phải là để ai mà coi như bắn qua bắn lại được. Đấy, vùng trời vùng biển bảo tôi mà các ông làm giống như là nhà các ông cũng không được, rồi tôi đồng ý. Nhưng mà chúng ta sẽ nhận biết một cái điều, nhận thấy một cái điều tức là gì, tức là Israel bây giờ sắp tới là sẽ đánh đấy, sẽ đánh Iran, nếu mà đánh là đánh phủ từ đây đến đây cho là vậy đi đấy, từ điểm mà coi như là cực đông nam cho đến cực tây bắc, thì chúng ta thấy là sẽ qua là cái anh Liban thì xưa nay nó coi như rác rưởi rồi, đánh nhau suốt. Syria thì nó cũng coi như rác rưởi rồi, cái sứ quán người ta cái Damascus này suốt ngày là coi như bị ăn đòn, thậm chí nó đánh cả phía trên các cái căn cứ trên này, trừ cái căn cứ không quân với căn cứ hải quân của Nga, Khmer và Latakia là không dám dây vào thôi, họ quá nhét rồi. Thế thì bây giờ đấy là chúng ta thấy là đi đi qua cái chỗ 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 Liban này, đấy là chúng ta thấy cái màu này là màu Liban này, còn cái ông Israel này, đấy, ông Israel này tím tím đấy. Đấy, còn cái ông này là ông bờ Tây. Thế là đi qua ông này rồi đi qua ông này, thậm chí đi qua Thổ Nhĩ Kỳ, mà cái này tôi nghĩ là nó chắc là Iran nó cũng chả để tên lửa các thứ ở đây để mà đánh đâu. Đấy, nó rung chuyển cái ông này thì tóm lại là nó có khả năng ảnh hưởng hết. Thế còn tất cả các vị trí nào ở đây thì chúng ta biết là coi như là từ đây cho đến đây chúng ta kẻ một cái đường như thế này, thì nó đánh là giả sử nó đánh vào cái vị trí A thì B là thì chúng ta thấy là toàn bộ cái Iraq này nó sẽ nằm trong cái vùng bay của Iran, của Israel nếu mà đánh Iran. Đấy. Đánh kiểu gì, đánh từ từ Nam chí Bắc là phải qua Iraq hết. Đấy. Còn đánh giữa thì đương nhiên rồi, đánh khu giữa đây thì đương nhiên rồi, đánh Tehran thì đương nhiên rồi. Chúng ta thấy thế, rồi đánh xuống đây như vậy là các nước nào, rồi đây là coi như là lúc nãy chúng ta nói ông Liban nó coi như rác rưởi, ông Syria coi như rác rưởi, còn bây giờ qua Jordani cấm không? Đấy, bây giờ chúng ta phải xét cho nó rõ ràng, bị có cấm không? Ông bảo là coi như tất cả các vật thể bất kỳ quốc gia nào bay qua ông là ông chặn, thế là bây giờ có chặn thằng này không? Đấy, đấy bây giờ mới là câu chuyện hay các bạn nhé. Cái hiệp ba này coi như hiệp một coi như đánh vào cái gọi là sứ quán, hiệp hai là Iran trả đũa, và bây giờ hiệp ba tức là leo thang, không phải trả đũa nữa, bây giờ là đáp trả lẫn nhau. Chúng tôi đã đáp trả tức là khơi nào là Israel, trả đũa là hiệp thứ hai là của Iran, và bây giờ hiệp ba tức là bắt đầu đáp trả lẫn nhau, tức là không không chờ trả đũa. Iran chúng ta hôm qua chúng ta phân tích rồi, không phải tôi ngồi tôi chờ trả đũa rồi ngồi ngồi chờ dài ra đây không biết đến lúc nào tôi còn đi làm đi ăn nữa, và cũng nói cảnh báo luôn có thể là lại đánh lại lần thứ hai, tức là trả đũa lần thứ hai chứ không phải chờ mà coi như đáp trả nữa đâu. Hoặc là nếu mà trong trường hợp mà Israel mà tấn công Iran thì Iran sau một giây là coi như sẽ tấn công trở lại, tức là đôi công đáp trả. Đấy, chứ không có chờ không có đợi, bây giờ mà ngồi cứ nói chờ đấy cũng thấy mệt rồi. Nhưng mà Iran cái bản chất máu máu me bản chất là coi như là gọi là những gì đấy bụi đời thì nó sẽ cũng nằm nhanh thôi, chứ không chúng ta cũng không khéo lo là chờ lâu rồi. Nếu thế nên bây giờ là chúng ta thấy là rồi bây giờ sẽ qua Ai Cập, Ả Rập Xê Út, Saudi, nó gọi Saudi Arabia tức là Ả Rập Xê Út. Rồi bây giờ các ông có nói không đấy, cả một cái vạch vàng này đi đi qua cái vàng của ông có nói không? Ông nói là Iran bây giờ là đâu từ đi qua tôi bắn tôi chứ không không phải tôi giúp cho Israel, thế là bây giờ Israel nó bắn Iran. Đấy, thì còn tất nhiên chúng ta cũng biết là nó đặt ví dụ nó bắn ở đây thì nó cũng qua cái đất vàng vàng hết, vàng và tím này. Thì rõ ràng hai ông này là các ông nói đi, bây giờ các ông nói đi. Đấy.
nếu ông bắn hạ hết toàn bộ cái của Israel thì chúng tôi không nói làm gì. Thì đúng là các ông là coi trọng cái lãnh thổ các ông, coi trọng cái gọi là cái toàn vẹn lãnh thổ bầu trời các ông, thì chúng tôi là thôi được. Đấy. Thì sẽ không nghĩ là coi như chống lưng cho Israel, sẽ không nghĩ là coi kẻ thù của chúng tôi. Đấy. Còn nhưng mà nếu mà trong trường hợp mà của Israel đi qua không phận đấy, của quý vị mà quý vị không nói, không nói năng gì, thì đương nhiên sẽ Iran sẽ tấn công hai quốc gia này luôn. Mà như thế là nó sẽ không tốt thế nào các bạn nhé. Thứ nhất là nó lôi kéo tất cả cái đám này vào, là một. Cái thứ hai nữa là coi như là Ả Rập Xê Út và Iran mới thân với nhau, bây giờ lại cùng hộ cùng thuyền trong cái gọi là BRICS, mà nếu mà đánh nhau như thế này nữa thì vô hình dung là cái nội bộ BRICS này là nát bấy. Cộng thêm ông Trung Quốc, Ấn Độ là ông Trung Quốc suốt ngày ông vẽ cái đất của Ấn Độ là của ông nữa, thì coi như rất là khó. Đấy. Đồng ý là coi như là về mặt thể chế, về mặt làm ăn thì là như vậy với nhau, thống nhất với nhau. Nhưng mà làm ăn mà còn đấy là chuyện làm ăn, còn chuyện đánh nhau là chuyện đánh nhau, quân sự là quân sự thì không được, nó không thể tách như vậy được. Các nước phương Tây bây giờ nó là một, đấy. Có gì ăn nhau chia nhau, có công nghệ là bí quyết chia nhau, đấy. Người ta cướp được cái gì ở đâu về là chia nhau, đấy. Mà khi mà có chuyện gì là tất cả súng vào, bầy đàn bay vo ve vào, thì nó như thế. Chứ còn đây là cái như là chúng ta hôm trước phân tích ở cái BRICS này thì nó mới phôi thai, nó mới thành lập, nói chung là đang vừa 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 học vừa làm. Cái thể chế bây giờ tạo ra cái thể chế nào, độc quyền như thế nào, rồi cái tổ chức ra làm sao, rồi cái ngay cả cái quy chế quy trình đi vào đi ra như thế nào. Đấy, chứ không phải bây giờ anh vào, anh nào cũng muốn vào xong lại muốn ra thì không được. À, thậm chí là coi như là cái khối này còn thậm chí là mong muốn những nước A nước B vào, nhưng mà bây giờ nó tách chập vào, ví dụ như Argentina. Đấy. Còn trong những thằng rất là gọc như Indo hoặc là Mexico hoặc là những thằng khác như Angola các thứ muốn vào, Algeria thì lại không cho vào, chưa cho vào, ví dụ như vậy, Thổ Nhĩ Kỳ. Tóm lại là coi như là BRICS rất nhiều việc để làm, mà bây giờ cái ai làm, bây giờ hôm năm nay là ông Nga là ông chủ tịch này. Đấy. Sẽ không khéo là kết nạp Việt Nam ở chỗ Kazan và cuối năm này. Đấy, thì bây giờ ông suốt ngày ông đánh nhau kiểu này, và coi như rồi bắt đầu đến lũ lụt, rồi bắt đầu thằng bên Nhật Bản là ngọ ngọ ngoái ngoái ngoái, rồi bên Bắc Cực bây giờ nó cũng ngoái ngoái ở ngoài Bắc Cực, trên Bắc Cực nữa, rồi bây giờ đến Trung Đông kiểu như thế này nữa, rồi bên Ukraine thì chưa xong, đầu óc đâu mà ngồi nghĩ quy trình quy chế tổ chức. Đấy, nó rất là khó. Cho nên là cũng chúng tôi là không muốn là coi như đánh nhau cái kiểu như thế này. Và Ả Rập Xê Út nếu mà anh trung lập trong vấn đề này thì anh nên trung lập, bởi vì Ả Rập Xê Út với Israel hiện nay là không có sứ quán, không có quan hệ ngoại giao, thì ông từ chối nó đơn giản hơn là bây giờ là ông với ông này là bắt tay nhau rồi, đã cùng hồi cùng thuyền rồi thì nó sẽ dễ hơn chứ. Đấy. Còn nếu mà quả thật là các ông là cứ bắn từ Iran ra là bọn tôi chặn, còn từ Israel bắn sang bọn tôi không chặn, thì thôi lúc đấy múc rồi, lúc đấy không nói nhiều. Đấy. Amman đâu múc, Riyadh đâu múc, thì múc thì rõ ràng chúng ta biết là nó cũng đâu có phải nó ngồi yên để cho ông múc đấy, nó rối loạn lên cả. Cho nên là cái vấn đề cái ông Israel này, ông đánh cái sứ quán này là coi như nó gần như là nó chạm, tức là châm mồi cho một cái gọi là một cuộc chiến rộng lớn ở khu vực Trung Đông và có khả năng là chiến tranh thế giới. Đấy. Bây giờ không ai chịu thua. Tôi nói nếu mà trong lớp mà các bạn biết là một cái thằng là thằng to đầu nhất lớp và một cái thằng ngổ ngáo nhất lớp, mà hai thằng đã đánh nhau rồi thì còn loạn lớp rồi, chứ còn cái thằng ngổ ngáo thì là nó xưa nay là nó không ngán ai, còn cái thằng to đầu này thì cũng rất nhiều người ủng hộ. Tôi nói ví dụ với hai thằng đánh nhau thì tất cả cái lớp viên tổ viên là ngồi im tinh thích, làm sao mà ấy được. Còn bây giờ mà bắt đầu nó lại đưa vào cái những cái lực gọi là thổi và cái làn gió chính trị vào thì lúc đấy nó sẽ loạn hết ở đây. Đấy, tức là nó gọi là đưa cái củ cà rốt đấy, là có một số nước rất là khoái như Jordani rất khoái đấy, Jordani. Cho nên chúng ta thấy là cứ mỗi lần hòa bình thì cứ mang ra thôi, bây giờ ở trong Israel thì nó cũng đánh nhau quá, ở bờ Tây Palestine ông này lộn xộn quá, tôi đưa sang cái ông bên cạnh đó là Jordani, thì cứ nghĩ rằng ông này là ông trung lập, nghĩ rằng là ông này là ông phe Ả Rập, ông là coi như là Hồi giáo. Đấy. Thế là cuối cùng rồi có bà vợ rất là xinh, xinh thứ nhì trong gọi là cái giới mà coi như là đệ nhất phu nhân thế giới, cũng có một tấm lòng rất là nhân ái bác ái. Đấy.
thì là coi như cũng nghĩ là có thể là ông Abdullah hai này ông cũng ok, nhưng mà ai ngờ là ông bây giờ là hóa ra là cái chỗ mà coi như để mà người ta tức là nó gọi là che giấu, là cái nơi che giấu cái sự thật của khu vực Trung Đông chính là ông. Bây giờ cứ coi như vứt cái khăn trùm đầu ông ra thì ông lộ rõ ra ông là bây giờ là ông theo Mỹ và ông ủng hộ Israel. Đấy, thì rõ ràng, hay nói cách khác là ông sợ vừa ủng hộ, sợ Israel sợ Mỹ, và coi như là cũng thôi thì mình cố gắng là giống như là được cái ô để mà che như thế này, nhưng mà nói thật là mình chỉ che được một mình Israel thôi, không thể che được cả thế giới này. Cái Rondom ấy, tức là cái gọi là cái gì đó vòm sắt, thì không thể che cả thế giới này, cái gầm trời của thế đất giới này nó rộng lắm. Đấy, cho nên là bây giờ nó sẽ rất là khó khăn trong cái chỗ Jordani và Ả Rập Xê Út, và chúng ta đã phân tích rồi. Bây giờ là hai nước này không đánh nhau trên bộ, hai nước này sẽ không đánh nhau ở coi như là ở mặt nước, tức là hải quân hoặc là lục quân, mà sẽ đánh nhau bằng không quân, bằng tên lửa, rồi bằng nói chung là UAV tên lửa và bom, rồi những là không kích, chỉ đánh bằng kiểu đấy thôi. Thì mà đánh cái này thì rõ ràng là Iran yếu thế hơn, cho nên là bây giờ anh phải có những cái vũ khí như thế nào đó thì nó hay hơn. Mà chứ nếu mà chúng tôi nói chơi pháo viết thì khó, không bao giờ mà có vượt qua được 1.000 mấy 2.000 cây này. Còn nếu mà trong trường hợp mà từ Israel mà bắn cho tới cái đỉnh đỉnh xa nhất này, giáp Turkmenistan này với Afghanistan này, thì không bao giờ bắn tới rồi. Đấy, thì chỉ có là bom với không kích với các loại tên lửa các loại thôi. Đấy. Và bom thì chúng ta biết là nó cũng bom lượng bom biết nó phóng cả 100 cây số, mấy trăm cây, giống như là Nga thôi. Thì bây giờ là Mỹ nó trang bị đây, nó gọi là tận răng, thì nó đương nhiên là nó đánh. Nhưng chúng ta biết là cái giải đất phía tây của bên Ukraine là nó là núi không, cho nên gần như là bức tường thành bảo vệ Iran. Cái thứ hai nữa là nó giáp Caspian, thế là có thể nó đến với Nga, Nga có vận chuyển tới đây tốt nhất. Và cái thứ ba là cái eo biển Hormuz này có thể phong tỏa đóng toàn bộ, mà khi đóng đây thì có nghĩa là cái bao tử của thế giới cũng đã bị hẹp lại, với 60% nó qua đây, 60% dầu qua đây, mà đóng từ này lại thì thế giới chỉ có coi như là nổ đom đóm mắt hết. Đấy, mà tuyên bố rồi bắt tàu Mỹ rồi, nhiều lần rồi, vừa rồi mới bắt nữa, làm gì nào, không làm gì nữa. Bởi vì là xung quanh đây chúng ta biết là cả một cái hệ thống là coi như là các căn cứ quân sự. Còn trong trường hợp mà ông rút hết đi thì thôi, ông chả còn cái gì ở Trung Đông cả, ông chả bảo vệ được cái gì ở đây cả. Giếng dầu giếng giết thì cũng mời ông đi thôi, cũng giống như là bên Niger mời ông đi, nó búng luôn cả sứ quán, búng luôn cả coi như là quân đội, búng hết tất cả những cái gọi là cơ sở làm ăn của Pháp nữa tại Niger, là búng hết. Bữa nay bắt đầu là Niger là coi như là chơi với Nga, Nga bây giờ đưa các khí tài, đặc biệt là các cái hệ thống phòng không qua bên đấy rất là nhiều. Đấy, thì chúng ta thấy rõ ràng là Iran nó có cửa của nó. Nhưng mà nếu mà nói về thực lực, nếu đánh nhau tay bo hai tên thì chắc chắn là Iran thắng. Chứ còn nếu mà đánh Iran cộng Mỹ và phương Tây thì chắc chắn Iran thua. Nói thẳng một câu là thua. Đấy, cho nên là bây giờ mà cương như thế này thì rõ ràng anh phải có tiềm lực gì đây? Anh phải có nghề gì đây? Nga đâu? Trung Quốc đâu? Triều Tiên đâu? Hạt nhân bây giờ ông đừng có nói cơ sở đâu. Bây giờ ông nói ông có vũ khí hạt nhân, ông sở hữu rồi. Là nó mới kinh, nó mới khiếp. Ông khoe luôn đi. Sau đó ông chở ông chùa chỗ nào đấy không cần biết. Cho nên cái cú mà điện thoại của Putin vừa rồi là tôi thấy là coi như là rất là coi như là quý giá trong cái thời điểm mà khó khăn này của Iran. Cũng hy vọng là nó sẽ là nói về vấn đề hạt nhân rồi. Hoặc là các cái loại mà siêu thanh coi như gấp 18 lần âm thanh rồi nó bục nó tới nơi rồi, bắt đầu bên kia bắt đầu báo động, ông phải chơi cỡ đó. Đấy, chơi phải cỡ đó rồi ông phải chơi cái loại mà bất khả chiến bài, có bắn vào là bung ra thôi. Đấy, thằng nào bắn vào là nó lại rơi về đúng cái vị trí của mày, xong rồi nó nổ cơ. Anh phải chơi phải cỡ Nga, bây giờ Mỹ biết cái Nga nói cái là rút lật, bây giờ tôi với ông tôi chơi lại với nhau đi, tôi kiểm soát vũ khí lẫn nhau, ông có cái gì cũng báo tôi và tôi có cái gì cũng báo ông. Mỹ Nga mày có cái gì mà ta chả biết, là phải cần gì mày phải báo, chúng ta có cái gì mày không biết, chứ còn mày có cái gì ta cũng biết hết. Thôi việc gì tao phải chơi, thích là tao chơi mà không thích thì thôi, không có năn nỉ nha. Đây chúng ta qua cái bên này thì chúng ta thấy là bây giờ chúng ta vào cái đây đất Iran này, đây Iran, đây chúng ta vào phía tây của Iran. Đấy, núi cỡ này đấy,
Nếu mà coi tất cả cứ bay qua các cái hệ thống núi này là bắt đầu đi vào đất Iran này. Đây là phía tây của Iran này các bạn nhé. Đấy, đánh đánh cái gì? Như vậy là gì? Nếu mà ông này trên cao thì ông ngã xuống, nhưng mà không phải, nó không giống như là Ukraine đâu các bạn. Nếu mà pháo ông ấy dùng điểm cao thì còn cái này thì nó ông ở xa thì nó chơi bằng tên lửa thôi. Nhưng mà rõ ràng đây là một bức tường thành. Bức tường thành. Thì rõ ràng anh phải qua được cái hệ thống núi này thì anh mới nói chuyện đến tôi, cũng giống như là bên Lào thế. Bây giờ Trung Quốc mà có lấy gặp được Lào đi chăng nữa nào, bây giờ qua ông phải vượt Trường Sơn này này. Mà vượt Trường Sơn thì không lại Việt Nam rồi, Việt Nam nó dựa vào đấy rồi. Trường Sơn là coi như là cuộc sống rồi. Có đốt cháy cả cái dãy Trường Sơn cũng không chơi lại đâu. Đấy, đấy chúng ta thấy đây, đây này, cả núi như thế này thì làm sao mà vượt qua được. Bộ binh thì không đánh được, hải quân không đánh được rồi. Thì anh chỉ còn chơi là bơm các loại công kích thôi. Đấy. Cho nên chúng ta cứ nói cái gì cứ phải thực trạng như thế thì chúng ta thấy nó nói chuyện nó phải sướng. Đó. Còn chúng ta mà hôm trước, hôm qua, cái bản tin mà hôm qua mà sáng nay chúng ta nói thì nói thật là bây giờ bảo là cái thằng này nó bé tí tẹo, ông này to đùng, bây giờ cứ đổi hoặc là đổi người đi, ông này là coi như gần 90 triệu, ông này thì 9 triệu rưỡi, thế là coi như là cứ một chọn 10 đứng về người, bây giờ cứ giết hết 9 triệu rưỡi người này thì bên này nó là hết mới có 1/10 dân số chứ mấy. Còn nếu mà coi như là lấy một cái bẹo một tí tí đất này coi như mình phá hết đi thì ta phá hết nước này, diện tích thì gấp 74 lần, người thì gấp gần 10 lần, một bên 9,5 bên 90 triệu, còn bên này nó là diện tích nó 1,6 triệu, 1,6 triệu km vuông, bên này 22.000. Chơi cái kiểu gì mà chơi, ông có hiện đại, ông có giỏi, ông có kiểu gì đi chăng nữa được nó bây giờ mà toàn trên trời nó đánh xuống là ông Nga bây giờ bắt đầu ông chơi cái bài mà coi như quỹ đạo quỹ điếc là hôm nay tôi trong khuôn khổ này không nói anh dài quá thì là coi như là bây giờ là Mỹ đang là toán đây mà phải không gian là của chung chứ không phải là của ông. Thì ông lên đấy, ông cứ lên đi tôi chứ. Đây là vì sao đây đây này. Đây này sao đây đây này. Tôi có lấy gì của riêng tôi đâu. Ông giỏi ông lên đi tôi chứ. Đây là sao đây này. Bây giờ nó chơi như vậy mà chúng ta thấy là vừa rồi là Mỹ cũng giúp Israel là coi như là cái vụ mà từ quỹ đạo đấy, chặn từ quỹ đạo. Thì cái đấy có thể là ông cũng nói thật một phần, nhưng mà có thể là ông nói phép. Có khi là ông đang nghiên cứu thôi. Chứ cái gọi là SD, tức là nó gọi là chiến tranh trên giữa các vì sao rồi. Khởi xướng là Ronald Reagan, mà chúng ta biết là coi như là ông Reagan thì lên từ năm 1980, sẽ là 80-88, đúng rồi, ông là hai nhiệm kỳ. Còn 88-92 là bắt đầu ông Bush cha, 92-2000 là ông Clinton, thì 92-2000 có cái bình thường hóa Việt Nam từ năm 93-94 đấy, đấy, cái thời điểm đó đấy, đấy là 92-2000. Thế từ 2000-2008 là coi như Bush con, Bush cha, Bush con đều quánh Trung Đông hết. Thế 2008 cho đến 2016 là Obama. Thế 2016 đến 2020 tức là Donald Trump. Thế là 2020 đến 2024 là anh Biden. Thì đấy đấy thì chúng ta để chúng ta qua đấy chúng ta nói thì đến anh nào anh lên là coi như anh cũng múc hết. Không có anh nào lên mà anh cũng múc. Nhưng mà cái chiến tranh giữa các vì sao này là của anh Reagan. Đấy. Tức là gọi là một nghệ sĩ Hollywood. Hai tay hai súng. Đầu thì đội mũ phớt. Coi như đeo kính râm. Tức là quăng hai cái súng lên, chụp luôn hai cái súng, bắn hai nơi trúng đích luôn. Đấy, lên làm tổng thống. Thế mà cuối cùng là nó gà gà đấy, nó không biết là góp ba chốt hồi đấy là con thứ xem phim gọi là phim gì đấy, nó gọi là phim hình sự à, hay là phim trinh thám không? Mê thế nào mà coi như là dâng hết, rủ nhau ra Iceland này, đấy. Bà là trung lập này, hồi đấy là bà Raisa Gorbachev với bà Nancy Reagan là rủ nhau đi uống trà, còn hai ông thì nói trên trời trên đất. Là coi như nói cuối cùng Gorbachev là coi như là ngang là chịu đạp, mà Gorbachev chúng ta thấy là có cái bớt ở trên đầu, ông cũng quê của ông cũng phu cấp ca đây, có cái bớt trên đầu có nghĩa là gần như là người ta gọi là quỷ Satan nó đã đánh dấu rồi, thằng này phải để ý thằng này. Cái hồi xưa có bài báo có nhiều cái bài là Gorbachev, trong bây giờ chúng các bạn trẻ là nên đọc đấy, nên là các bạn sẽ hiểu rất nhiều. Đấy, những người mà có cái bớt đen cái bớt bớt tím mà coi đầy cái mặt như vậy là coi như là những người đấy là đánh dấu là chắc chắn là số phận họ rất nhiều cái vấn đề ảnh hưởng đến những người khác. Thì anh có bà chốt đấy, thế là xong cái vụ đó là coi như là rồi, xong rồi gặp cái anh say rượu Boris Yeltsin lên đấy thì làm sao mà nước Nga nào mà cho còn, Liên Xô nào mà cho còn,
Đấy, rồi còn bắt đầu đến ông Chu Bai, được những ông đủ các dạng ông lên, coi như là cuối cùng là may quá là kiếm được cái ông Putin. Thì bây giờ ông Putin là lên một phát thì là cũng rất là may, cái là cái bầy đàn nó đánh cái năm tư, cho nên ông nhìn thấy là coi như ông tiên tư cái hồi đó năm 99, bây giờ đến 25 năm sau, 20 25 năm sau bây giờ mới bắt đầu phục thù. Thì bây giờ ông gần như là đại diện cho thế giới, chỉ có những người yêu yêu hòa bình, bác ái nhân ái, là để mà chống lại toàn bộ cái đám này. Thì hơn ai hết là chúng ta phải ủng hộ, bởi vì không thì cái bầy đàn này mà nó là nó uy hiếp cái thế giới này. Đấy, như Niger đấy, là nó lấy là một cái cục uranium là nó mua, nó cạy lên 10 đồng về nó bán 300 đồng đấy, nó phải chịu thôi. Còn cái dân đấy thì thay vì có cái chỗ đấy, có cái mỏ đấy thì giàu quá, thì đến bây giờ là vẫn là lầm than, đến bây giờ cũng gọi là coi như là cái chậm bông đít lên đào cho nó, xong là nó ngồi trên xe hơi là nó đem về chợ đây nó bán. Thế nó gọi là tư bản, thế nó gọi là giàu. Còn ông này thì là nghèo, bởi người ngu vì dốt, ví dụ thế. Bây giờ phải đảo lộn lại đi chứ. Ai cũng sinh ra có quyền coi như là làm người hết, có quyền tự do, có quyền ăn, quyền nói, có quyền mưu cầu hạnh phúc. Bây giờ không làm được thì thôi hãy ủng hộ Putin làm. Nhân đây tôi cũng nói để cho những ai mà coi như là những vệ, những viết, những đợt bảo là tại sao mà cái có những người ta là cuồng nước Nga như thế. Đấy, các bạn nghe luôn đi, tại sao người ta lại cuồng Putin thế, các bạn nghe đi, người ta đang làm cho nhân loại đấy chứ không phải làm cho nước Nga không đâu. Làm cái này là làm cho mở mắt tất cả ra, ai chưa thấy bây giờ đã làm. Tức là ông nói là bây giờ qua cái vụ mà đánh Ukraine này đấy, tức là giành lại cái Ukraine này để cho thế giới thấy rằng là nó bung bét như thế nào, nó thối nát thế nào, cái hình thù của cái thế giới phương Tây nó quái dị ra làm sao, nó đạo đức ghê, đạo đức giả ghê gớm, nó lừa dối lừa đảo dân của họ luôn, chứ đừng có nói đến người dân ở châu Phi hay là những dân khác. Bây giờ phải bóc mẽ nó ra, chơi sòng phẳng luôn, nếu mà chơi bây giờ đánh nhau thì vào đây đánh nhau luôn. Chứ còn bây giờ cứ nói xong cứ thậm thà là bây giờ là cứ xui cho mấy cái thằng nhỏ này nó ký cái thỏa thuận an ninh, riêng Mỹ không ký chứ. Đấy. Ký thì lúc đấy là chết của thằng Zelensky kia luôn, nó tống tiền luôn, nó bảo à ông coi như ông lừa coi như tôi à, ông ký mà ông không làm à, cho nên bây giờ thằng nào cũng ký hết, là riêng Mỹ thì không, toàn ba thằng lít nhít này ký làm gì, Estonia cũng ký rồi, Đan Mạch là nhận rồi ký thỏa thuận an ninh của bảo vệ trước nước Nga xâm lược. Đấy, nghe xâm lược cái là mấy con vệ thích lắm, khoái lắm, Nga xâm lược. Còn người trong 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 kênh của chúng ta thì nhiều nhiều anh chị cũng nhiều bạn cũng nói là bạn đến bây giờ có những người là có chức sắc cao mà vẫn nói là Nga xâm lược, thì đúng là cái đầu họ là cái chức sắc này cũng chúng ta biết rồi, chắc là nó mua thôi, cái đầu thì là cái đầu đấy rồi, chứ đâu có phải là cái ai là coi như là cứ làm cao có nghĩa là hiểu biết đâu. Chúng ta là ở Việt Nam thì chúng ta biết rồi, tôi thì đã nói là tôi không nói chính trị Việt Nam rồi, rõ ràng nó có những cái người như vậy thì đương nhiên chúng ta phải thừa nhận thôi, thế giới đâu thế rồi, cũng trong trong gia đình thì là coi như là có 5 đứa con thì như con út con trỏ, có đứa lớn đứa bé tính nọ tính kia, huống hồ gì cái thế giới này. Đấy, thì chia nhỏ để trị, thì hôm trước tôi cũng đã có nói rồi, tức là cái Việt Nam mình cái hồi là Mỹ Ngụy qua, Mỹ nó qua đây nó chia là coi như chúng ta bây giờ 63 tỉnh thành, cái chia đôi ra là mỗi bên là miền Bắc miền Nam mỗi bên là khoảng 3 mấy, nó chia tới 45 47 tỉnh ở trong này, mà bé như thế nào bé tí nó hóa ra nó chia để trị đó, nó chia nó phải còn bé nữa, nếu chia được nữa là chia ra 100 tỉnh rồi, nói riêng miền Nam nó hóa ra là nó chia để trị để mà cạnh tranh. Đấy, bây giờ toàn là lít nhít, chúng ta nói nhiều rồi, nói tới nói lui hoài mệt. Đấy, tất cả các cái nước này nó bằng cái một cái tỉnh của Nga chứ mấy quốc gia, cái quái gì cái chúng mày, cái quái gì đó, bây giờ nó bẻ cái Serbia ra đây này là một cái ông như thế này thì coi như nó không không bằng một tỉnh của Nga. Đấy, cái chia ra thế là bỏ phiếu, chúng ta là đây là cả thế giới là 50 phiếu, là cả châu Âu 50 phiếu với được một số thằng bên kia, thế là mấy vẹn vậy, thấy chưa, Nga không được làm ai hết, cả hàng chục nước có phản đối, nước nào dân số thì 2 triệu người 3 triệu người mà ngồi nước. Thông báo với quý vị là có khả năng tôi sẽ đi Mỹ, qua đây là không không phải là qua để gặp anh Biden đâu các bạn nha, tôi qua đấy để tôi thứ nhất là tôi nâng cấp cái tiếng Anh, cái thứ hai là tôi qua đây tôi giúp cho những người Việt, tức là người Việt các thế hệ thứ hai thứ ba để người ta học tiếng Mỹ, tức là tôi qua tôi dạy đấy,
dạy tiếng Việt đấy các bạn. Và cái thứ ba nữa là tôi qua đấy để cho sát sao trong cái vấn đề bầu cử Mỹ đấy, trong cái năm bầu cử này, để tôi qua trong cái thời gian này đấy, thì có thể thôi các bạn nhé. Còn trước đây thì tôi cũng qua Mỹ rồi, còn khi nào tôi đi thì nó sẽ có gián đoạn trong video, lúc đấy tôi sẽ báo sau. Đấy, cũng có thể là không đi, tức là tôi có một số cái dự án, một số cái kế hoạch, cho dù lớn tuổi nhưng mà mình cũng tức là vẫn theo đuổi những cái gọi là lý tưởng của mình, những cái mục tiêu, mục đích của mình thì mình làm thôi. Thì trước đây tôi có đến chỗ Los Angeles rồi đến chỗ Hawaii rồi. Đấy. Nhưng mà đi theo các cái mục đích khác nhau, thì bây giờ đi theo cái mục đích này thì có thể thôi. Thì còn khi nào có đi thì tôi sẽ thông báo quý vị. Nay chúng ta bắt đầu vào cái bản đồ này thì chúng ta thấy nó cũng có rất nhiều cái vấn đề. Tại Kherson thì trước hết chúng ta nói một cái số cái gọi là tổn thất của Nga, thì nó đã đánh trúng một cái gọi là cái radar của Nga rất là hiện đại, có thể nói là nhìn được 700 km, tức là 700 km, ông nào nhớm lên cái nhô lên cái là biết ngay nó đánh trúng cái đấy rồi. Nó gọi Debra, tức là trị giá khoảng 100 triệu, tiền thì cũng không phải là nhiều nhưng mà cũng không phải là ít, nhưng mà cái rất đau đó là một cái radar rất là hiện đại. Chúng ta nếu mà thấy cái radar xuất hiện trên màn hình thì chúng ta biết đó chính là cái radar mới bị phá hủy. Tại khu vực biên giới, cái khu vực này đây các bạn này, đấy, khu vực này là coi như là cái anh ấy bị này, khu vực này. Còn cái cốt này thì chúng ta biết rằng là có thể là đánh thật đấy chứ không phải không đâu các bạn nha, thật đấy. Còn cũng thực hư cũng không biết, nói thật, nói vậy mà không phải là vậy như kiểu miền Nam đấy thì nó chưa biết được đâu. Nhưng mà thấy nguy cơ lắm. Hôm nay chúng ta đi thẳng vào cái khu vực chiến sự ác liệt nhất của ngày hôm qua. Chúng ta thấy có một khẩu súng thôi, đó chính là cái chỗ này mà tôi nói với quý vị và các bạn là tôi rất quan tâm cái khu vực này. Nếu mà nói về cái độ mà lì đòn thì ở đây nó là lì nhất chứ không phải ADK, không phải bắt mút đâu các bạn. Và nếu mà nói về cái độ mà gọi là tức là cái hầm ngầm các thứ á thì có thể không so được với Mariupol, không so được với ADK hay bắt mút, nhưng mà ở đây nó cũng rất là vững chãi. Đấy, nó có thể là thành trì. Cái thứ ba nữa là cái chỗ này á, là chúng ta biết là nó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ khu vực này. Nếu lấy được chỗ này thì chúng ta thấy là đây cái chỗ hõm này, đây, cái chỗ hõm toàn bộ khu vực này. Đấy, chúng ta thấy là đây, nó nằm đây, sẽ lấy được hết cái chỗ Donetsk đằng này. Còn cái khu vực Donetsk đây, Donetsk cuối cùng của Donetsk đấy, là giáp Zaporizhia đây, đấy Donetsk. Donetsk đây cuối cùng thì chúng ta biết nó giáp ba tỉnh đi quá nhiều rồi. Thì nó có cái chỗ mỏm Vremica, đấy, chỗ này chủ yếu cái chỗ này. Chỗ này khó nhất là cái này. Kurakove thì chúng ta biết đây là cái hồ, đây là cái hồ. Cái hồ nước nó thẳng cái Marinka lên. Rồi cái đây là cái dãy các cái phố đây, đấy, thì chúng ta đã biết rồi. Đấy, Vuleda đây, thì chúng ta sẽ thấy là Nga sẽ đánh, chúng ta nhìn lấy hết thế này thì chúng ta sẽ nhìn là tại sao là Nga đánh như vậy. Đây, cái Vuleda, cái chỗ này tự nhiên lấy rồi. Thì đây nó có một cái dãy phố này, nhưng mà chúng ta, đây nó nhỏ quá cho nên không thấy, là một dãy phố sẽ đánh lên. Đánh lên trên này. Còn đây là ông này là ông Adipka đây, thì chúng ta biết rồi, thì là cả cái khu vực Donetsk này, Adipka, Ucherestina sẽ đánh lên và sẽ gặp cái ông Polkov, gọi là Parkovsk, nói chính xác là như vậy. Thế thì cái chỗ này thì ông này là cái tâm điểm rồi, còn cái khu này là khu ba cái thị trấn mà chuẩn bị lấy là Umanska, Zasnobrodovka và Netailova. Thế thì còn cái anh chàng này chúng ta thấy là nó là cái gọi là nó khúc xương đầu tiên ngay chỗ ít thầu, cho nên phải giải quyết này, thì giải quyết rất nhiều lần nhưng chưa được. Thì bây giờ chúng ta tiếp tục mổ xẻ, lần này thì chắc là phải được rồi. Lần này là sau khi mà tra xuất ra xong mà sẽ ông này, hoặc là đồng thời hoặc là sau tra xuất ra bữa nay rên rỉ lắm rồi, tức là tổng tham mưu trưởng mà cứ nói là tồi tệ lắm rồi, tồi tệ nhất rồi như là tình hình xấu nghiêm trọng rồi, nói chung các cái tính từ các bạn cứ nghĩ ra thêm thì coi như là Syriki nó dùng được hết, nó biết các cái tính từ ấy rồi, nói là chỉ đau lòng lắm người ơi thôi. Thì bây giờ cái tra xuất ra nó thế rồi thì biết làm thế nào được. Thì bây giờ chúng ta vào cái Krasnodar, Nga đã rất nhiều tổn thất,
Bây giờ chúng ta vào đây, lần này chắc lần cuối rồi, giai đoạn cuối rồi các bạn. Đấy, đúng chưa? Cái này toát là hơi bị to đấy. Đấy. Hôm qua thì mới mới sáng qua thôi, chúng ta nói con tí tẹo chỗ này chứ này. Nói tí tẹo chỗ này. Đấy. Đấy. Đấy, hôm qua là chúng ta chỉ nói cái phần đỏ thế này thôi. Thế mà hôm nay chúng ta thấy đây rồi. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đây rồi. Rất lớn. Hôm qua các bạn nhớ là lúc tôi zoom ra chỉ có hai ba cái nhà bên này thôi, chứ bên này thì đánh của về đánh tan nát hết, coi như mất. Đến hôm nay như thế này chúng ta thấy là rất là ghê. À. Giờ đánh cái gì? Còn cái này là đang ở đâu đây? Đây là chính là khu công nghiệp các bạn nhé. Đây là khu công nghiệp, nhà máy, nhà bếp. À. Và thấy ống khói này, khói lên này, nó nằm nghiêng nghiêng này, thấy ống khói này, đấy. Nhiều khu công nghiệp, tức là gì? Tức là đang đánh vào khu công nghiệp. Mà khu công nghiệp là gì? Nó là coi như là cái trái tim của cái thị trấn này. Thị trấn này rất to. Khi mà đánh sang cái khu công nghiệp này, thì khu công nghiệp này nó nằm như thế này này, nó nằm này. Đấy. Đấy là khu công nghiệp. Bên này nó cũng có khu nhưng mà nó cái dạng mà có lẽ là vừa và nhỏ, chứ còn đây là khu công nghiệp đặc. Thế là bắt đầu Nga đánh vào. Có dễ không? Không dễ chút nào. Bởi vì sao? Coi như là giống như là Nga lầm lũi đi vào trong cái làn đạn này các bạn. Một phần lầm lũi, một phần thì rất nhanh, tức là nó tùy tùy cái lúc là phóng rất nhanh, còn có những cái lúc là lầm lũi, tức là nó bắn đạn rác luôn. Nên chúng ta tôi không biết là nó, tôi đưa cái video này lên, cái video mà bắn nhau này, tức là tôi kẹp vào thì có, nó có lên các cái hình ảnh mà kèm theo đấy, nó có lên được hay không thì các bạn cũng biết, nhưng mà trông dã man. Hay nói cái khác là Nga lì đấy. Hay nói cái khác là Nga coi như là quyết, coi như là đạt được mục tiêu bất chấp tổn thất, nếu mà dùng từ như thế là chính xác hơn, bất chấp mục tiêu. Chứ còn bây giờ nó cứ đánh rác như thế là không vào thì làm sao đánh được. Mà trong khi đó thì chúng ta thấy mấy ngày nay là Nga đánh là cái khu vực ở phía ngoài này là đánh nát để chuẩn bị cho bộ binh vào. Đấy. Đấy. Còn cái khu trong khu công nghiệp thì cũng đánh nát rồi. Nhưng mà cách đây một vài hôm thì chúng ta thấy là bắt đầu là đánh cả phía Tây Bắc này một ít này. Đấy. Thì bây giờ là chúng ta thấy là bây giờ đánh vào khắp các hướng hết. Đấy. Bây giờ, tức là từ hướng Đông Nam thôi. Nhưng mà có cái là bây giờ là đã bắt đầu các chiếm lĩnh chỗ này thì nó thành là xám rồi các bạn này. Đây nó gọi là xám này. Nó khác với xanh nha, xanh bên này khác với cái màu bên này, thì có nghĩa là anh này cũng sẽ lượm luôn thôi, tất cả cái hướng đang tiến công như thế này. Còn tiếp tục là dội bom và pháo kích vào trong khu vực này thì chúng ta thấy là tổn thất khá đấy, chứ không phải ít đâu. Chúng ta cứ nhìn là chúng ta sẽ thấy, nhưng mà có thể nói là đã chiếm được rất nhiều cái vị trí, gần như là quyết định cho cái vấn đề là giải phóng Krasnogorovka. Tôi nói nếu mà trong tất cả các thị trấn mà nếu giải phóng, là tôi thấy nếu giải phóng thị trấn này là tôi mừng nhất, bởi vì nó rất là quan trọng. Cái cha xuất gia nó cũng quan trọng, nó chẳng qua là một cái cứ điểm, tức là một, nó gần như là nó cái nơi để che chắn cho Kramatorsk và Slavyansk thôi. Chứ còn ông này mà xong cái là có nghĩa là xong, là đến Pokrovsk luôn, là đánh thẳng lên. Đấy, cho còn trên bên kia thì nó qua được cái đánh được Kramatorsk hoặc là Slavyansk hoặc là Konstantinovka hoặc là Doruskovka thì nó không đơn giản, trên đấy còn chưa, còn khó đấy. Cái trên đấy là phải đại quân từ phía biên giới tràn sang đánh các cốt Kupiansk, rồi từ Sivet rồi đánh ra thì bắt đầu với lửa mấy cái ông chàng đấy. Nhưng còn cái ông này này, ông này mà đánh xong ông này là còn sợ, rất là sướng. Cho nên chúng ta hết sức để ý cái chỗ này, thì đến khi mà giải phóng, khi mà đánh nó xương sầu bao nhiêu thì khi giải phóng thì nó sẽ vui mừng, vinh quang bấy nhiêu. Nếu mà các bạn nào mà theo dõi cái này mà kỹ thì các bạn biết là đây nó có một cái đường sắt này. Cái đường sắt. Thì trước đây có một lần Nga đã chiếm được cái chỗ khu vực này. Bên kia đường sắt. Đấy, trước đây là như thế này.
Nhưng mà sau đó là các cái pháo binh cũng như là xe tăng của bên Ukraine đánh lại, chiếm lại và Nga rút lui theo hướng này. Còn cái chỗ này thì nó cũng là cái chỗ mà nó Nga Nga phòng thủ tốt rồi thì nó không không đánh này, nó rủi dạt ra này, mất hết toàn bộ luôn. Nhưng mà đến ngày hôm nay là chúng ta thấy là bắt đầu đỏ vừa lên, tức là các hướng luôn, tức là cố gắng chiếm luôn cái đường sắt, cắt được đường sắt là cắt được cái tiếp tế đấy. Còn trên kia có cái đường bộ nữa thôi, thì Nga đang cố gắng tiến phải lấy bằng được cái chỗ này, bởi vì cái chỗ này á nó có một con đường, có một con đường, đây là đường sắt, các vàng vàng đường sắt, đây 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 là đường bộ các bạn, tức là nó sẽ có cái tiếp tế, cho nên Nga hiện nay chưa lấy được cái chỗ này, cho nên chúng ta hy vọng là Nga phải lấy được cái chỗ này, phải lấy được toàn bộ chỗ này như trước đây thì coi như là bể, coi như là tức là vỡ trận, có thể nói là vỡ trận. Sau khi mà Nga mà coi như phá nát bấy cái khu công nghiệp này nữa là coi như là xong. Đấy. Còn giai đoạn 2 chỉ cần thêm cái chỗ này nữa là còn xong. Còn khu vực này thì không cần đánh. Chúng ta biết cái Anika trước đây là chúng ta thấy là coi như cả một cái vùng mà coi như là cái nó rất rộng của Anika, thì bảo đánh thì đánh bao giờ thì nó tự rút chạy thôi các bạn, tự rút chạy thôi. Đấy, nó không cần đánh. Đấy. Đấy, chứ xong chỗ này bây giờ chúng ta xem lại cái chỗ mà Anika này này, trước đây cũng vậy này. Đâu nào? Panovomaiska thì trên này. Đây. Ngoài đến cả đây thì trước đây là chúng ta thấy là cái khu này khu công nghiệp nằm riêng, có cái đường 542 là taxi đè đấy đi vào đấy. Đấy, sau đó là đây là toàn là khu, tức là cái gọi khu dân cư đấy, khu dân cư. Còn cái lẻm bên này là cái quận 9 đấy, cái quận 9 mà hồi đấy chúng ta cứ đặt cái tên cho nó dễ nhớ là cái quận 9 đấy, là khu vực 9 đây này là quận 9. Tức là hồi đấy thì đánh cái gì đâu, tôi thấy là hồi đấy là Nga đánh là coi như là đầu tiên là Nga tràn từ trên này, Nga tràn xuống này, từ Taron này, tràn xuống này. Sao cắt đứt được này, cắt đứt chỗ này không không phải dễ. Cắt đứt là riêng cái ông nào ra ông đấy, là cái ông khu công nghiệp riêng ra. Tức là chia chia ra là coi như gần như là ba khu, và cái ông khu quận 9 này nữa là trung tâm, tức là đầu não. Đấy thì rõ ràng là khi mà đánh này là đánh này, sau đó là bắt đầu các bạn nhớ là đánh cắt mãi mới được, hay là coi như là cái chỗ bắt đầu cái chỗ ô tô bít này đấy, cắt lên này, bắt đầu mới cắt đánh xuống này, đấy đánh xuống này, thì khi đánh xuống đây rồi còn bên kia ép vào nữa thì coi như là ở đây nó tự chết, ở đây là tự chết luôn. Khi mà tự chết rồi thì là coi như lúc đấy chúng ta nhớ là phía dưới này các cái thành trì cứ điểm rồi công sự các thứ là rất hoành tráng. Khi bắt đầu Nga tiến theo theo cái con đường 505 này này đấy, lên đây. Thế là từ trên này bắt đầu mới tràn xuống thì bắt đầu cái đám này bắt đầu nóng ra, là bắt đầu nó chạy ra cái đường Siberia nha. Siberia nha, còn những này nó chạy ra cái đường này gọi là taxi này. Có hai đường luôn, chúng ta nhớ là hồi đấy có hai đường, cái đường này là đi là Arovka. Nên phải nhớ như vậy, cho nên khi mà chúng ta là chia cắt hoặc là đánh coi như là giống như là cái mục tiêu nào nó rõ ràng là thứ nhất đây là chia cắt, cái thứ hai là khóa cái mục tiêu này, nhốt, tức là nhốt cái ông này ở trong dưới dưới hầm này hết. Nó xong rồi, còn mấy ông này là đánh tan tác chạy từ đây, lúc đấy thì chúng ta thấy là chạy từ rừng về, là cái băng qua cái hồ này, cái là muốn chạy được nhanh thì càng tốt, thành một số thì chạy về hướng này, còn một số thì chạy về hướng này thì coi như là đứt hết, hầu hết là chạy về hướng này và đầu ham rồi thế đó. Thì bây giờ cái chỗ phía dưới này thì chúng ta thấy là nó lại Nga là không thể cắt được, bởi vì cái Krasnogorovka này không thể cắt như thế được. Đông liệt quá rồi đây. Đấy. Ở đây là thứ nhất đây là nó phía đằng đông này, nó phía giáp với Nga này thì nó là rất là nhiều công sự. Đấy. Rất là chắc chắn. Có núi nhất phía bắc thì nó có núi rồi, là nó chắn rồi, giống như Iran chúng ta nói lúc nãy là không thể tấn công hướng nó được. Nó là bức thành bức tường rồi. Còn nó lo cái bên này thế thôi. Thế còn phía dưới này, phía sau này thì nó có cái đường sắt, mà đường sắt chúng ta nói đi nói lại nó có bao giờ nó có hai đường rất rộng và cách nhau rất xa, sau đó là có hai cái hàng rào hai bên, cho nên nó rất là trống, cho nên nếu mà đi qua cái chỗ đấy là nó là rất là cái mồi ngon cho bọn UAV nó trên trời nó nhìn thấy là rất là rộng, là qua là nó biết ngay, cho nên phải chiếm bằng được cái khu toàn bộ khu đường sắt này đấy. Rồi ở đây thì cái đặc thù của nó thì nó khu công nghiệp nó lại nằm giữa gọi thành phố, giữa thị trấn, gọi thị xã đi, chứ cái này thị xã cho nó ngoài, trấn bé quá, thằng này to rồi. Cái này to rồi, bây giờ chúng ta nói nó là thị trấn thì tội nó, tôi cho nó lên thị xã luôn đấy. Đấy thì bây giờ cái khu trung tâm thì nó lại khu công nghiệp thì nó lại nằm trong trung tâm của thị xã,
thì nó lại khác với cái ông Arica, là nó nằm riêng ở phần phía Bắc, phần phía Nam là nó là cái phần khu dân cư, rồi cái phía Tây nó là cái phần là gọi là khu đầu đảo. Thì đây nó là như thế này, thì tùy mỗi một cái mặt trận thì chúng ta phải có những cái phương sách thôi. Thì bây giờ tôi Nga Nga mà đánh như thế này thì tôi đúng rồi, nhưng mà chịu thiệt hại chấp nhận thôi, sau đó là phải lấy toàn bộ phía Nam này, sau đó là dâng lên, cứ đánh nát ở trong khu công nghiệp là dâng lên, đánh xong tới cái đường này coi như xong, tới đường này coi như xong. Mình ta vẽ lại tương đối là đó. Thì bây giờ là Nga bây giờ là phải đánh cái khu này tiếp, tiếp khu này chiếm toàn bộ cái đường sắt, sau đó là bắt đầu đánh ở khu công nghiệp là xong, còn trên này không cần đánh. Đấy, đơn giản có những chỗ là không cần đánh, chứ chúng ta thấy thì nhiều khi là nhiều bạn mà ồ đánh chưa được bao nhiêu, không cần đánh, đánh xong cái này chuyện này thì cái đất ngoài này thì coi như là của ai, và vào cái đất này nữa là bảo là ít đất nhiều đất không quan trọng. Đấy, cái đấy chưa 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 bây giờ không phải lúc nói về cái chuyện đó, đánh tất cả các cứ điểm tôi bay hết sạch rồi thì thôi, chứ xong thôi chứ. Bây giờ chúng ta lên cha xuống ra thăm mấy cái thằng nó đang ở trong này, nó sao mà nó khóc kinh thế, không biết nó dạo này nó sao mà khóc nhiều quá. Bây giờ đến tổng tham mưu trưởng khóc nữa thì thôi rồi, bị bơi rồi. Thì chúng ta biết là cũng đang bắt đầu nó lại có một cái hiện tượng khác các bạn nhé, tức là nó có cái nó đưa các cái tức là tiếp viện. Bữa nay bắt đầu là tiếp viện thì khóc quá thì nó phải đưa vào thôi. Thì hiện nay nó đang đưa lữ đoàn 61 và lữ đoàn 41 để vào thay thế cái lữ đoàn 67. 67 thì chúng ta biết nó ở cái khu vực khu phố 1 phía đông. Đấy, là đánh dấu lại đây khu phố 1, chứ ngoạn cái mà nhìn thấy là nhiều anh chị lớn tuổi không thấy được đâu. Đấy, 4, 5. Đấy, chúng ta cứ cho là các cái vị trí như vậy, nó nằm ở dưới này chứ không phải trên này. Thì 61, 41 vào. Thì hôm trước hôm qua chúng ta nói 67 nó là tư nhân, mà thích thì tớ đánh, không thích tớ không đánh. Nhưng mà bây giờ nó rút về không được, để rút về cái qua qua cái kênh này không được. Thì bây giờ nhưng mà rút về không được thì sao? Đấy. Thì phải cũng phải qua thôi, bởi vì 61, 41 phải qua. Bởi vì sao? Bây giờ nó không đánh nữa. Đấy. Nó không rút được nhưng mà nó ở lại đấy, nó cũng không đánh nữa. Thì rõ ràng ông muốn giữ là ông phải đưa qua. Cho nên hiện nay 61 41 đưa qua, và chúng ta thấy là cái khu vực mà đi đi qua cái con kênh này nó vô cùng khó khăn. Đấy, nhưng mà họ chắc có lẽ là Nga cũng cho qua đấy các bạn nhé. Cứ lơ đi, sẽ mình vào hết cái rọ này. Cứ vào hết này cho anh. Vào hết cái khu vực này cho anh. Ở đây cho vào. À. Còn trống này, còn có chỗ trống ở đấy, bảo là nói là nghe đâu là còn như vậy. Vẫn còn chỗ trống là cứ vào trong này, vào hết cho anh. Biết là chết rồi mà vào nha. Thế là bắt đầu là 67 được ra rồi. Thoát không? Không thoát, không cho mày thoát, không cho chúng nó thoát. Thằng vào cũng chết mà thằng ra cũng chết ngay là con kênh này, con kênh này bom này các bạn, bom bom cỡ này với lại cái pháo binh này cỡ này, cứ chờ cho chúng mày cho đông cho vui mà này. Nhưng sao mà đi rào đi ra giống như cái chợ đấy được, cái chỗ này là chỗ ta quản lý rồi vớ vẩn. Còn Nga là bữa nay là sao, như là hôm trước là chúng ta nói là chia cắt số 3, số nhất là cái thứ ra, cuối cùng bữa nay bắt đầu tập trung vào đây rồi các bạn nha, bắt đầu đánh ở cái chỗ này là giải phóng chỗ này rồi. Từ đầu tôi mới nhớ thế đấy các bạn, biết cái chỗ cái núi này nó cao hồi đấy là nó hỗ trợ cho Ivanovska này, thì bữa nay chỗ này này sát đây rồi, sát đây rồi chứ, sẽ lên trên này rồi, hiện đây nó đỏ hết rồi các bạn. Tức là cái nó sát với cái khu phố 1 này, sát rồi, sát rồi, có nghĩa là đường anh đi thôi, làm cấm anh được rồi. Bây giờ đang tập trung số 2, tại số 1 là coi như không đánh cũng chết, việc gì phải đánh. Khi nào nó đi qua cái chỗ nó ứ nhau cái chỗ với cái con kênh này, nó coi như là giống như là thuyền thuyền qua lại đấy, ví dụ như thế là coi như đánh cái sướng nhất. Thì hiện nay là Nga đang tập trung vào cái khu vực 2. Nếu mà khu vực 2 thì chúng ta lại thấy là dạng cuốn chiếu, nó lại có khả năng tùy tùy cơ ứng biến. Đấy, thì hiện nay còn cái anh 61 thì anh đang vào, còn 41 thì đang thành, mấy anh 67 được ra sướng quá, dỡ trại dỡ chiếc rồi, có mùng mềm cháo gối cái là đi cùng với nhau luôn là cái khu vực này. Nói chung là hiện nay là nhắc lại lời của anh Sirkin, tình hình miền Đông rất xấu, diễn biến rất xấu, tiên lượng là coi như là
có thể là mất, chắc chắn là mất trước ngày 9 tháng 5 thì có thể là ngày mai, mà cũng có thể là ngày 8 tháng 5, cái này không biết được, cái này thì anh tiên lượng thì như thế là biết rồi. Giống như anh Zalushny trước là anh là tiên lượng là coi như là rút, thì coi như là Zelensky là không được, nhưng mà bây giờ mà Zelensky nói rút được nhưng mà cũng không được, tức là Zelensky nói được nhưng mà Nga không cho được, gọi là đánh tiêu hao và đánh cho gọi là đánh cho đến những người Ukraine cuối cùng mà sẵn mà để cho mình rút mình chạy rồi lại hẹn nhau ở cái địa ở bên bờ tây phía bên kia nữa, thì gặp kia nữa thì có mà như nhau, để ta dồn chúng mày vào một cục đây là tao lượm luôn chứ còn lại còn rút. Rồi chúng ta bây giờ hai cái điểm nóng nhất, bây giờ chúng ta quay lại cái điểm nóng lúc nãy, nhưng mà không vào lúc nãy nữa mà vào chỗ Adipka. Thì cái khu vực này Umanska, Natalova và ông này là cái gì đây, Yasnobrovka, ba ông này thì cùng một lúc thôi. Tôi nói các bạn rồi, các bạn cứ nghe xem có đúng hay không nhá, một lúc vào túi thôi, đơn giản. Còn riêng cái chỗ khu vực Ucharestine chúng ta phải đề cập một chút, bởi vì hôm nay là chúng ta thấy là hôm qua thì chúng ta thấy là chỉ có đánh bên này đúng không, đánh cái đường phía dưới này này, đường phía dưới là bây giờ đánh gần lên trên này rồi. Còn cái chỗ Novobanmut này thì từ chỗ Berdichi ra thì chúng ta đang tập trung chỗ Novobanmut. Đấy, Novobanmut này. Còn Berdichi đây thì nó đang chạy ra, chạy lên. À, anh xin lỗi cái màu. Xin lỗi các bạn, đây là màu xanh chứ, nó đang chạy ra. Quên cái màu. Đấy, nó đang chạy về đây. Novobanmut là nằm phía nam Ucharestine. Thế thì bây giờ cái chỗ này không biết là coi như là Nga đã đánh, hôm qua chúng ta nói rồi là đánh để mà giải phóng toàn bộ cái khu vực dân cư ở cái chỗ này. Chúng ta biết là cái chỗ này là cái đường sắt rồi, cái chỗ này nó có cái lượn này. Đấy. Lượn này lên bắt bút, chúng ta ngày nào chúng ta cũng nói cái chuyện này. Còn cái này ông này thì coi như là ông ấy cũng đã đi thẳng này, đường sắt đi thẳng này. Đấy là đi xuống Adipka. Còn đấy cái cũng đây là cái đường sắt này là đi thẳng về Ucharestine. Đấy, từ đây là các ông ấy bắt đầu đi lên Pakrovsk. Đó. Rồi thì cái bây giờ Nga đang cái giải phóng dần này, cái giải phóng dần này, đấy, giải phóng rồi. Nhưng mà cái chỗ này nó không đúng đâu, cái chỗ này là Nga lượm thêm bên này nữa, bên này nó giống như bị sưng lên thế nào, mình sưng một cái cục lên thế này nữa, cái cục, sự nói cho vui nha các bạn nha, tức là chiếm thêm cái cục này, tức là giữa hai bên cái đường sắt trà vàng vàng này thì chúng ta thấy là có hai cái cục, đấy, bên này có cái cục đây to đùng, xuống bay đi chi, sưng to lắm rồi, đấy, sưng to có nghĩa là bên kia nó xẹp lại đấy các bạn nha. Lôi ra thế này, lôi ra này thì nó sẽ mở ra một cái triển vọng cho Nga, tức là có rất nhiều cái thế đánh. Bây giờ đương nhiên là hai mũi này cứ lên đây thì cái ông Ucharestine thì là coi như sắp xong rồi. Cái thứ hai là anh này anh trẻ qua bên này chứ hỗ trợ cho Novokinovska, đây này cái chỗ này là có bài tuộc này, đấy. Còn cái anh này thì đang lên đây thì hôm qua chúng ta nói đang đánh, nhưng mà bây giờ bắt đầu anh bình định lại như vậy là chiến thuật của Nga rồi. Tức là hôm nọ là ông cứ loay hoay đây cho tôi, ông cứ loay hoay đây thôi, nhưng mà bây giờ mà tôi đánh từ trái sang thì ông phải bắt đầu ông tiến lên một đánh từ phải sang đấy, cái chỗ pyramid này này, đánh pyramid của tôi, ông lên đấy xong ông tới pyramid tôi, sau đó là coi như là sang đây, còn tôi đây tôi đánh đây, tất nhiên tôi phải đánh ra, anh bắt bút này nó đang ra đây mà lại đang cũng đánh được, tức là sẽ có rất nhiều cái thế đánh, tức là đánh lên đánh qua đánh lại, tức là đánh ngang đánh dọc, nó khi mà nó lôi ra cái cục to như thế này là các bạn biết rồi, nó lợi thế vô cùng luôn. Đó là của Nga đã chiếm đây rồi, thì cái Novobanmut này ấy, thì thực tế là hôm nay Nga cũng sao nào, cái chỗ này Nga cũng đánh trúng một cái kho các bạn nhá, đấy trúng một cái kho và không cho tiếp viện, đây nó cũng lại là một cái đường tiếp viện. Đúng rồi, tôi phải nhìn sách thì như vậy là cứ nói đâu. Tôi thuộc rồi đấy, nhưng mà có cái là trước khi mà nói với các bạn là gần như tôi cứ là ngồi bản đồ tôi nói thôi. Đây nó có cái đường này các bạn nha. Đấy, đường xuống là Simonovka thì hết thời rồi. Đấy thì cái chỗ này á, là để cho các anh là tiếp viện vào. Đấy, hoặc là để cho các anh này là chạy ra rút. Tóm lại cái chỗ này nó chỉ có vài kho vớ vẩn thôi, không có nhiều. Thì Nga hiện nay là đánh trên đánh dưới chặn hết, đấy dưới chặn trên chặn, đánh trực tiếp, đánh luôn coi như là bom vào, có bom cái chỗ này là cái mấy anh Su đánh bay lượn ở đây giống như bơm bơm, đấy cái chỗ mà trả xuống ra chỉ Su-25 rồi, chứ chỗ này là cứ phải 34, mà 34 là các bạn biết rồi là bom lượn đấy, người anh bay đi tìm,
Đấy các bạn thấy nha, cũng trở lại sự hoành tráng. Nó nhìn nhàng sau anh này rồi thì bắt đầu bị lượm ba cái anh này, bị lượm ba cái anh này. Ba anh này thì hôm nay chúng ta lại thấy cái này thỏ thỏ này, thấy chưa? Đấy. Tôi cứ từ từ tôi nói các bạn thấy, hôm trước là chúng ta nói là đấy, sau khi mà lấy xong cái anh Paragomaiska này sẽ đánh một một số thì đánh lên. Đấy. Một số thì đánh lên, một số thì đánh lên trên này để giải phóng ba anh một lần, còn một số thì đánh xuống Naveska. Mà hôm nay thì đánh tới đây rồi, đánh tới đây rồi. Thì hôm đấy là tôi có vẽ vẽ như này đấy các bạn này. Đấy, tôi vẽ vẽ này này. Kiểu gì mà chả có, thì đây sắp xong rồi. Khi nào hai cái anh đỏ này mà anh tiện gần nhau thì là coi như là lúc đấy là xong. Đấy, thì chúng ta thấy là bây giờ tình hình ở đây sao? Rồi, để em chạy các anh ơi, em chạy cái đã. Đang chạy các bạn nhá. Chạy thì có đánh không? Tại sao không? Tại sao không? Đấy. Đánh xuống, ông này đánh lên, thế là giải phóng ông này. Ông này cũng coi như là chuẩn bị bỏ túi các bạn nhá. Khi nào bỏ túi thì tôi sẽ thông báo. Chạy à. Đấy, cho mình chạy tí là mình quay lại mình cắn à. Rồi cái khu này nhá, hôm trước tôi vẽ tròn tròn đấy. Đấy, cái tròn tròn nhỏ nhỏ đấy. Sau đấy anh này, anh Krasnogorovka này xong cái vẽ tròn to này. Đấy, còn cái chỗ anh này cũng tròn tròn. Cái chỗ này là đấy, các bạn biết đấy. Nga nó cứ đánh đấy, cái chỗ này thì không tròn. Chỗ này là chơi chơi y vạt đây luôn này. Y vạt to này, lúc này tôi nói nhiều rồi. Thì mấy cái anh chỗ Sarovka thì anh đang ra đây rồi. Ra đây. Còn anh đi Pavlovka thì anh chúng ta là thấy là trên này có cái đường này, anh cũng đạt tới cái đường trên này nữa được. Chứ còn cái đường dưới này làm chi? Đường dưới này làm chi? Còn cái chỗ mà anh em Mikinska thì em bảo anh em cũng bắt chước cái Pavlovka với. Rồi cứ lên đi chứ ai nói đâu. Thì cái chỗ này thì chúng ta biết rồi. Nga đánh hoài chỗ này. Để đánh hoài chỗ này là gì? Để mà cắt cái đường này ông này lên. Đấy, lên thì có những vũ đưa đá là coi như rồi xong. Còn cái ông Bermuda lúc đấy xuống ông này có xong chỗ này là thì đang tấn ra thì đã giải phóng rồi nhưng mà vẫn còn đang lặp trạc vào một tí cái chỗ phía tây nam này đấy thì cái chỗ này lên thì cứ vẽ cứ vòng 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 này thì còn cái anh Krasnogorovka là anh sừng sầu nhất thì lúc đấy là xong anh này thì thế trận thì nó dễ. Thứ nhất là chúng ta thấy đây là không có sông, có rất là nhiều sông hồ để mà nó trở thành một cái gọi là nó gọi là một rào cản nước đấy. Đồng thời là đây chúng ta thấy là hoàn toàn là không có một cái gọi là một cái chữ nào thì như chúng ta phân tích rồi là tức là không có dân đấy, không có ai ở đây hết, cả một cái vùng này thì coi như là coi như là của em chứ của ai. Cho nên cái chuyện này rất quan trọng, Krasnogorovka rất quan trọng. Đất đai không là cái gì hết, đất bỏ hoang bỏ hóa đây rồi, sông nước đây là Nga đục một phát là coi như là đi hết thôi, là coi như là nước nó trôi hết. Còn Hostia này nó cũng có một cái cứ điểm này nhưng mà cái chỗ này chuyện nhỏ. Đây cũng là một trong cái nơi để mà đấy, đi vào. Đấy, đi vào mà lúc nãy chúng ta nói là cần phải đánh cái con đường này đấy. Là con đường. Còn trên kia có vài con đường thì ông Naveska, ông phải lo ông đánh xuống chúng tôi cái. Naveska đây. Đấy, Naveska sẽ đánh xuống cái đường này chúng tôi cái để nó cắt đứt cái đường này dưới này. Thì trong này chúng mới ông này ông là xong, ông là thằng là lúc nãy chúng ta nói là xong cái chỗ này rồi thì đương nhiên là em phải lo cho các anh chứ. Thì em đùa cái được. Anaso lúc đấy là tấn đây, Anaso tấn miền Bắc. Còn cái ông này lúc nãy nói xong khu công nghiệp nữa là coi như là có đường nào chạy không? Có, cứ chạy xuống sông. Đây, lúc nãy chạy xuống sông này, đây, xuống hồ đây. Thì đương nhiên là trong tọa độ của Nga hết rồi. Đấy, Nga mà đã lấy xong Krasnogorovka là vui như Tết. Tôi nói tôi muốn lượng cái này lắm mà. Bây giờ chúng ta xong rồi đấy, chúng ta lên cái chỗ đây, cái chỗ này là gọi Bielorovka này. Đây, Bielorovka thì chúng ta biết là Nga đang đánh cái chỗ cái bãi rác ở trên này, cái bãi rác trên này, tức là cũng cái, có vẻ làm chủ được xung quanh, chưa giải phóng nhưng có vẻ làm chủ được xung quanh. Thế còn cái khu vực dưới này là cái chỗ mà Parokamianska để đi thẳng ra Siverts này thì chậm chân tại chỗ, có bàn thua, chưa chắc là có vấn đề lại cũng chờ thời gì đây. Còn đây là chỗ này là lên VMK, lên VMK đây thì là chúng ta thấy hôm qua có mấy có như cái chục thanh niên coi như là súng ống ba lô coi như là đi năm cái xe Minker đấy là lên chắc đánh du kích đánh xong rồi rút chạy cho nhanh chứ gần chắc không chưa chiến được. Nhưng nếu mà đi bằng ô tô thì nó soi đến cái đường ô tô hoặc là đường sắt là nó rộng là nó nhìn thấy là nó tỏi liền, cho nên là các anh này chơi du kích chơi bằng các cái xe đó xong cho nên cứ em cứ lạng lách vào rừng đánh xong cái em lạng lách vào rừng đố thằng nào mà tìm được nha. Lạng lách cái xe đấy thì cái cây cứ tránh cây ra thôi là cứ là chạy về. Nói chung chưa ăn thua, cái chỗ này chưa ăn thua vậy thôi. Thì
CJ chỗ chỗ đây là chỗ Slovian hôm qua cũng dính một đòn các bạn nha. Hôm qua là dính ba em, một cái em nói là Budanov ở phía trên đấy, một cái là chỗ Slovian và một cái chỗ Kharkov. Ba cái vị trí đều là coi như đánh rất là đích đáng. Đấy, rất là đích đáng. Rồi thì bây giờ tóm lại là ngày hôm nay là có cái gì? Một là anh Zelensky anh đang ngồi Kiev đang chịu toán lên, là coi ta cũng là con, thằng Israel cũng là con, mà tại sao chúng mày không giúp tao? Đấy. Là chết đến nơi rồi mà không giúp ta, mà tự nhiên là cả tất cả thế giới là cái súng mà đấy, là coi như thậm chí là đưa máy bay phản lực tàu chiến các loại, rồi đưa các cái gọi là vòm sắt vòm xiết đủ thứ ra đấy, là nghe nói hôm vừa rồi là chuẩn bị là đưa cho nó là 25 cái F-35, rồi đưa là mấy nghìn quả bom để chuẩn bị đánh nhau như thế, là coi như chúng tôi đây thì bảo vệ cho ai, tôi bảo vệ cho ai mà các ông không giúp bọn tôi đấy, là đang dự đoán hay là đang bực bội. Cái thứ hai nữa là cái vấn đề là Budanov sống hay chết thì cái này chưa xác định các bạn nha, nhưng mà đã có thông tin là chết đấy, và một cái tên tướng đứng thứ nhì sau sau Syrky đó là Tarnovsky. Đấy là hai. Cái thứ ba là có ba điểm đánh, một Kharkov, một cái chỗ Churugov đó và một cái chỗ là Slavyan, hôm qua cũng dính đạn rất nhiều. Còn tại Krasnogorovka thì chúng ta thấy là Nga đang tiến lên như vũ bão. Đấy, tình hình này có khả năng giải phóng trước ngày 9 tháng 5 cũng có, và tổn thất cũng tương đối khá đấy các bạn, dưới làn đạn. Bên Ucharasina cũng rất là tốt, cố gắng. Tại Kherson thì là Nga mất một cái radar, còn như cũng có là rất là nghiêm trọng, có thể nói là nó soi ra tới rất là xa. Nói chung là ông này ông ở đây thì ông soi Odessa chuyện nhỏ rồi, 700 km rồi các bạn, ông nào nhớm lên là biết rồi, nhớm lên là biết rồi. Cái này là cũng là thì cũng chiến tranh phải tổn thất thôi, mất 100 triệu rồi, thế thôi. Ở trước mắt thế các bạn nha, thì hẹn gặp lại các bạn trong các video sau, thì chắc là video vào buổi chiều lúc khoảng 18 đến 19 giờ đấy các bạn. Bye bye.